Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phong RV. Ngày hôm qua thì em đã cập nhật cho các bác các cái mẫu TV của Samsung có giảm giá tại bên em. Thì trong ngày hôm nay thì dòng TV của LG sẽ có một số cái mẫu TV được giảm giá, và em sẽ cập nhật giá mới của TV LG, các cái mẫu TV có thay đổi giá để các bác có thể tham khảo mua hàng. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác cứ liên hệ đến số tổng đài 0974 178586, hoặc vào website để tham khảo mua. Website sẽ là eco-mart.vn. Bác nào yêu quý em cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video mới ngày hôm nay để cập nhật giá TV LG cho các bác tham khảo nhé. Ở dòng TV của LG trong ngày hôm nay thì có giảm giá cho mẫu TV màn hình 50 inch này, 55 inch này, 65 inch và 75 inch. Thì em sẽ cập nhật cho các bác từ mẫu TV màn hình 50 inch. Mẫu đầu tiên được giảm giá sẽ là mẫu 50UQ801C0SB các bác nhá. Dòng 50 inch của LG. Màn hình 50 inch thì độ rộng nó chỉ là 1m12 thôi. Các bác để trong phòng ngủ cũng được cái mẫu 50 inch này, hoặc các bác để trong phòng khách nhỏ. 50UQ801C0SB, đây là mẫu ra mắt từ năm 2022 của LG. Thiết kế bên ngoài của mẫu này viền mỏng, viền nhựa và chân đế để hai bên. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền IPS. Sử dụng hệ điều hành webOS các bác nhé. Đây giao diện của TV đây. Giao diện webOS của LG có đầy đủ hết tính năng, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote. Âm thanh thì tổng công suất có 20W, màn hình 4K, có tìm kiếm giọng nói, có điều khiển chuột bay. Mẫu LG thì hàng nhập khẩu tại Indonesia, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà. Đây em sẽ quay cái tem cho các bác này. Sản xuất thì LG. Mã sản phẩm là 50UQ801C0SB. Công suất danh định của mẫu này là 130W. Hàng tại Indo. Về mức giá thì trong ngày hôm nay giảm giá thêm cho mẫu này là 200.000. Giá thành cũ đang bán là rơi vào là 8.790.000. Nhưng giá mới ngày hôm nay thì chỉ còn là 8.590.000. 8.590 cho mẫu 50UQ801C0SB của LG. Qua dòng 50 thì em đã chuyển lên dòng 55 inch của LG. Ở dòng TV 55 inch của LG thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá cho mẫu TV UR9050PSK. Đây là mẫu mới ra mắt trong năm 2023 của LG. Màn hình 55 inch, 55UR9050PSK. Mẫu mới nhất hiện nay. Màn hình 55 inch ấy thì độ rộng nó rơi vào là 1m24. Và các bác nhìn chênh lệch giữa hai mẫu này, mẫu 50 và mẫu 55 inch. Thì cái mẫu 55 inch ấy thì độ rộng nó to hơn, màn hình đẹp hơn. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60. Công nghệ nét viền và tấm nền IPS. Màn hình công nghệ nét viền thì các bác để ý cái màu sắc độ sáng của dòng LG năm nay, độ sáng nó sẽ cao hơn, màu sắc cũng sẽ đẹp hơn. Màu thì vẫn là giữ cái tấm nền IPS, vì vậy màu sắc nó đẹp, độ sáng cao. Và cái tấm nền IPS thì nó sẽ cho độ bền cũng cao hơn so với những dòng TV sử dụng tấm nền VA của Samsung hay là của Sony. Về giao diện TV thì vẫn là sử dụng webOS mới đời 2023, webOS mới nhất của LG trong năm 2023, có đầy đủ hết tính năng. Đây các bạn nhìn đúng không ạ? Netflix, FPT, MyTV, YouTube TV 360. Có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có cả điều khiển chuột bay Magic Remote. Thiết kế bên ngoài vẫn là viền nhựa, viền mỏng và chân đế thì vẫn để hai bên. Về cái độ đẹp của mẫu 50UR9050 này thì em so sánh sang được cả dòng TV Q60B của Samsung. Hai mẫu này thì nó tương tự nhau các bạn nhá. Màn hình độ sáng tương tự nhau. Về mức giá của dòng LG
Thì trong ngày hôm nay mẫu 55UR9050 giảm giá 800.000. Giá xanh cũ đang bán mà trừ hết quà rơi vào 11.920. Nhưng giá mới nhất ngày hôm nay trừ thêm 800 thì mẫu này chỉ còn là 11.120 thôi. Như vậy là cái mức giá của mẫu 55UR9050 cũng ngang bằng so với cả dòng 55Q60B của Samsung rồi. Hai mẫu hiện tại thì mức giá bằng nhau. Các bác có thể chọn một trong hai. Về độ sáng thì dòng LG cũng không thua kém rồi. Mẫu 2023, vì vậy mà độ sáng cải tiến rất là nhiều, cũng là công nghệ nét viền. Rồi về tấm nền thì đánh giá cái LG tấm nền IPS màu sắc đẹp hơn, độ bền cao hơn so với tấm nền VA của Samsung. Mức giá thì mới giảm xuống và bằng giá của Samsung. Như vậy nếu như các bác so sánh giữa hai mẫu thì em có thể chọn cái mẫu LG phù hợp hơn. Nó chỉ có khác cái điểm là cái chân thôi. Chân đế của Samsung thì để chính giữa, còn chân đế của LG thì để hai bên. Các bác phải lựa chọn tùy theo cái kệ nhà mình nữa. Kệ mà nhỏ thì mình để dòng chân đế ở giữa của Samsung thì phù hợp. Còn LG thì các bác phải có kệ rộng, kệ to các bác mới để được. Đây là mẫu của LG đây, 55UR9050 các bác nhé. Tem đang được 5 sao của TV, hàng thì xuất xứ tại Indo. Công suất danh định của mẫu này rơi vào 165W các bác nhé. Đây là mẫu 55 inch. Giá hiện tại là 11.120. Ở dòng 55 inch của LG có mẫu này thì nên mẫu 65 inch thì cũng là cái mẫu UR9050. Nhưng mà size màn hình 65 inch thì em sẽ quay luôn cho bác cái mẫu 55 inch này. Bởi vì cái model đời TV đều giống nhau, nó chỉ khác mỗi cái màn hình thôi. Màn hình 65 inch thì độ rộng là rơi vào 1m46 các bác nhá. Màn hình rộng hơn. Về cấu tạo, về tính năng, cấu hình của TV thì đều giống với cả mẫu 55 inch. 55UR9050 như thế nào thì mẫu 65 inch giống như vậy, chỉ có màn hình to hơn thôi. Thiết kế cũng giống nhau. Về mức giá thì mẫu 65UR9050 trong ngày hôm nay giảm giá là 1.200.000. Giá thành cũ đang bán mà hiện tại bên em giá thành cũ đang bán của mẫu đó nó rơi vào là 14.180.000. Nhưng mà trừ đi 1.200.000 và giá mới nhất ngày hôm nay sẽ còn là 12.980.000. 12.980.000 cho mẫu 65UR9050 của LG. Và tương tự với cả mẫu 65 inch thì ở dòng TV màn hình 75 inch của LG, hôm nay bên em cũng giảm giá cho mẫu 75UR9050. Đều là cùng một dòng UR9050 mẫu mới 2023 và giảm giá cho màn hình 55 inch, 65 inch và 75 inch. Mẫu 75 inch thì độ rộng màn hình nó rơi vào 1m67. Giá đang bán cũ rơi vào 20.370.000. Nhưng ở trong ngày hôm nay thì giảm giá 700.000 cho mẫu TV màn hình 75 inch. Như vậy giá mới nhất của dòng TV LG 75UR9050 rơi vào là 19.670.000 các bác nhá. Các bác nào mà muốn mua hàng, các bác muốn mua những cái mẫu đó, các bác liên hệ đến số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn bán hàng trực tiếp cho các bác. Dòng TV 65 inch và 75 inch thì bên em vẫn có hàng tại kho, có sẵn hàng các bác nhá. Các bác mua hàng có sẵn hàng chuyển ngay được. Bởi vì hiện tại thì cái quầy kệ không có đủ, em không bày ra thôi. Em đang bày chỉ có mỗi cái màn hình 55 inch thôi. Ngoài ra ở dòng TV của LG thì có một số bác hỏi em dòng OLED 55C2. Thì tiện đây em cũng báo giá luôn cho bác dòng TV của LG. Mẫu TV OLED 55 inch 55C2 của LG, dòng TV OLED. Thì mẫu đó hiện tại bên em đang bán giá mà trừ hết quà rơi vào là 20.020.000 các bác nhá. 20.020.000 cho dòng TV 55C2 của LG. Hãy bác nào mà muốn mua hàng các bác cứ đặt trước thì bên em sẽ có hàng giao cho các bác. Hoặc các bác gọi về số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ báo giá mới nhất cho các bác thời điểm hiện tại, thời điểm mà các bác gọi điện. Giá TV thì nó cũng sẽ thay đổi thường xuyên. Bởi vì vậy mà em cập nhật hàng ngày để các bác theo dõi.
Đặc biệt là thời điểm Tết, giá TV thay đổi rất là nhiều, có hôm tăng, có hôm giảm. Thế cho nên các bác nào mà mua hàng, các bác cứ gọi đến tổng đài thì bên em sẽ báo giá chính xác nhất, cái thời điểm các bác gọi điện là chuẩn nhất các bác nhé. Ngoài những dòng TV để giảm giá thì dòng LG bên em còn rất là nhiều mẫu khác. Dòng Nano Cell cũng có giá tốt này, dòng UR UQ8000 cũng có giá tốt này. Bác nào mà mua các bác cứ gọi điện. Ở trên đây là video mà cập nhật giá TV LG thay đổi trong ngày hôm nay. Các bác nào mà muốn mua hàng, các bác cứ gọi về tổng đài 0974178586. Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.